Thưa quý khán giả, cầu sắt ấp Trung, xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp được xây dựng cách đây trên dưới 30 năm. Qua thời gian dài sử dụng thì cầu đã cũ và mặt gỗ xuất hiện một số điểm hư hỏng. Trong khi đó, cầu cho phép xe tổng trọng tải xe là đến 5 tấn. Người dân địa phương lo lắng về nguy cơ mất an toàn khi hàng ngày có nhiều xe tải đi qua cầu. Dựa theo biển báo, các xe có tổng trọng tải đến 5 tấn được phép qua cầu. Tuy nhiên, phía đầu cầu còn lại, nội dung trên biển báo cấm đã không còn rõ nội dung. Người dân địa phương cho biết cầu được xây dựng từ năm 1994, hiện đã cũ và xuất hiện một số điểm hư hỏng. Do đó, người dân tỏ ra lo lắng khi có xe tải qua lại hàng ngày. Theo Ủy ban dân xã Tân Thạnh, mỗi năm địa phương đều thực hiện sửa chữa cầu ấp Trung và hiện tại cầu vẫn đảm bảo việc lưu thông của các phương tiện. Đối với những lo ngại của bà con về sức chịu tải của cầu thì chờ thêm kết quả kiểm tra, kết luận của ngành chuyên môn. Hiện một cây cầu bê tông khác kết cầu cũ 700m đã xây dựng xong. Tới đây, khi cầu mới đưa vào sử dụng thì cầu sắt cũ này chỉ cho phép xe hai bánh qua lại.